Hello mọi người đã quay trở lại kênh của mình vào buổi sáng của ngày hôm nay nha. Mình sẽ chơi về chế độ 82 cùng với nhân vật nữ chủ tế trong một bộ skin của Halloween. Trời ơi, lấy bà An ra để làm hình mẫu đó. Năm nay thì mọi người thấy có nhân vật Joseph chuẩn bị được làm một bộ trang phục Halloween cùng với bộ trang phục phô mai của người gác mộ. Đấy. Nói chung thì game này ra những cái bộ trang phục hay là những cái nhân vật Hunter thì thời gian sắp tới đây cũng sẽ chuyển giao từ dạng kẻ sống sót sang Hunter, hoặc là Hunter sang thợ săn sang kẻ sống sót. Đấy, chẳng hạn giống như có anh quạ thì đổi sang tiểu thuyết gia, đúng không? Nhưng mà vẫn có những cái nhân vật kẻ sống sót thành kẻ sống sót. Bé gái và cả phóng viên đấy, đúng không? Thôi mình cứ an phận chơi, đừng còn chơi đến đầu chơi không chơi thì mình nghỉ thôi chứ sao, đúng không? Chứ giờ... giờ còn tương lai đâu ra nữa đâu. Trận đấu này gặp chị Tuộc. Chị Tuộc với chị Vong Nữ. Em xin phép em lục cái hòm này nha. Trời ơi. Ngày mai em dạy âm Yiu. Yiu trong music. Với cả là... ở trong từ but hay là từ study. Đấy. Mới soạn xong PowerPoint để ngày mai thứ hai là chuẩn bị lên đường đi dạy. Thực ra thì cũng không cần soạn, nhưng mà mình thì cá nhân mình thì mình thích đầu tư dạy trong sách thì cũng hay, nhưng mà mình muốn mở rộng ra thêm vài vấn đề. Với cả là lúc mà mình dạy thì mình dạy PowerPoint, mình sẽ có thêm ba cái hình ảnh ấy. Mình lồng vào thì nhiều khi học sinh nó khoái, nhìn vô nó thích, nó hiểu. Trong sách thì chỉ có mỗi cái từ study. Với cả... Vừa nói cái chữ gì mà quên mất tiêu rồi. Bực bội ghê, tự nhiên nhắc tới, cần nhắc tới cái quên. À, music. Đó. Yêu. Rồi, qua đây luôn bạn ơi. Ủa rồi con mẹ Zetter đây đâu? Ui. Kinh khủng. Thôi, mình đi sửa máy đây. Có vẻ như là đi support rồi, nhưng mà có vẻ như là bạn ấy không thấy vòng hay gì đó, không đi qua. Khi mà mình sửa máy khúc vậy là mình sẽ được rất là nhiều điểm nha. Sửa hai người thôi là tương đương là gần được một lọ thuốc rồi. Nên là mọi người đầu game, mọi người tranh thủ đầu game mình hơi yếu một xíu thì mình vô mình sửa khúc với đồng đội. Sửa đơn lâu lắm, sửa đơn vừa lâu mà tiền cũng ít nữa. Cho nên là rất là bực bội. Đây để coi nổ cái máy này xong được nhiêu điểm. Đấy, 1.900 cộng với 720, thấy không? Quá trời luôn, quá trời điểm luôn. Thơm, ngon, bổ, rẻ, ngọt, bùi, chua, cay, mặn, nồng. Trời, ta nói ngũ vị hương luôn. Rồi, để coi, gọi cái vòng xanh. Gọi cho cô gái mù. Mù ú neo. Mèo ú nu. Yo. Hello ạ. Rồi đi shopping. Tính ra thì đối với chế độ này thì chơi rất là vui, bởi vì mình sẽ có nhiều cái để khai thác hơn. Thứ nhất là gặp được nhiều hunter, gặp được nhiều đồng đội, và có thể mua đồ, mua đạc, đi shopping, shop mall. Chỗ mình lên thành phố rồi, nhưng mà không có chỗ ý chơi hết trơn. Rạp chiếu phim cũng không. Mấy quán ăn thì cũng có, nhưng mà nói chung về cái sự đa dạng giống như ở khu vực Bình Dương hay thành phố thì cũng không luôn. Trời ơi. Ủa? Là ai chỉ cho con bác sĩ đi qua cái vòng xanh đó? Trả lời liền. Ui, đang định núp tự nhiên cái vòi trồi lên. Không hiểu luôn. Rất là nhiều cơ hội để sống, nhưng mà cô ấy chọn cái con đường chứ thì cô đi qua vòng xanh. Gặp luôn luôn con Tuộc ở bên đấy mới ghê chứ. Khổ ghê. Rồi sao không ai cứu? Hai. Hai. Được cứu nhưng mà không ai cover. Đỉnh. Chết luôn rồi.
chịu. Bó tay. Quả đấy bó tay rồi. Trận đấu này bác sĩ với cả chủ tế có cái sự xuất hiện cùng nhau để mọi người thấy là ngủ tại ban phúc cũng như là cái sự hiêu linh của bác sĩ nó rất là kinh khủng đúng không? Cho nên là mọi người chơi mọi người có thể kết hợp hai nhân vật này với nhau để vô trận đấu thì lợi cái là chị luôn cực kỳ nhanh, nhưng mà chủ tế lại bị một cái đó chính là sửa máy hơi chậm. Nói chung thì nó cơ động với cái này thì nó phải giảm với cái khác thôi, chứ chả có con nào gọi là quá hoàn hảo cả. Hoàn hảo quá là con gì? Chả con gì luôn. Rồi, máy bra rồi đó. Bây giờ là chỉ có đi cứu bé gái nữa rồi. Mình đi mua cái con robot nữa. Đâu rồi? Đây. Rồi, mang ra cổng thôi. Để mang vật phẩm theo các bạn cứ ấn liên tục vô cái vật phẩm ấy. Đấy, cứ ấn cái hình tròn ngay bên cạnh cái mũi tên trái phải đấy. Là nó sẽ đi theo mình. Cái này chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Nhưng mà lắm bạn mới chơi nhiều khi lần đầu mở đề xuất được cái video này lên thì bỗng nhiên, ủa sao lại mang cái đồ đó được vậy thì tiện thì nói luôn. Yo. Rồi ok. Đâu. Gọi luôn cái vòng xanh qua bên kia cứu bé gái coi. Thu đi để lại lá vàng. Còn chủ tế đi thì ta nói súng dắt ngay đít. Cần là bắn cái đùng luôn. Gọi lên trên tàu đi. Rồi mẹ tới nè con ơi. Cổng mở rồi. Yo. Bên kia có người đi cứu rồi. Sao chỗ này không rớt xuống được vậy? Đây 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 đây, bạn trẻ ơi, tặng bạn CD nhạc dance. Nhanh lên, qua đây, đúng rồi, qua đây. Đi thẳng lên tàu. Nhanh lên. Không là có chuyện, đi lên tàu luôn, nhanh lên. Không có rườm rà, không có lùng nhùng, lằng nhằng, không có lộn xộn. Không có rì rào xào xạc. Vô, hay quá. Vô thôi. Đấy, nhiều khi chủ tế là ta nói khó chịu vô cùng luôn ý. Là mình sơ sẩy một cái thôi là mất người như chơi, đúng không? Ra bắn cái súng cái xỉu liền. Bàng hoàng liền, bồi hồi liền. Thôi đi vô. 1, 2, 3. Rồi mấy má kia làm sao rồi? 4, 5. Ok. Còn tin chi nữa? Oh. Vậy đi. Lâu lâu được trận thắng cũng nhàn ghê. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Cái âm U á, nhiều khi á có nhiều từ lắm. Ví dụ University, Thanh Kiều, Music, rồi Líu Lo. Nói cho vui nha mọi người, làm gì có từ Líu Lo. Từ Feel nè, từ new nè, đúng không? Rất là nhiều. Đấy, nên là khi mà mình làm PowerPoint á thì sẽ có một cái là mình mở rộng ra được thêm nhiều từ hơn, gắn thêm được nhiều hình hơn. Mình sẽ giới thiệu chúng nó và bắt chúng nó đọc, đúng không? Chứ trong sách thì chỉ có một cái từ đó chính là music. Cho nên là nó cũng hơi bị ít từ ấy. Đó. Trời ơi. Đó là lớp 4 nha, lớp 3 đang học âm thờ đó, T, T với H, T với H là ng, v, đó là hai âm đó đó, là thank you đó, còn ng là từ this, that, these, đó, ná ná thế, father, mother, đấy. Trời ơi, ta nói vowel với consonant quá trời. Chạy dài trên một dòng sông vậy đó. Trời này em gặp ba lè. Trời ơi, nó bắt một cái. Nhiều con hunter bữa nay nó xạo xạo lắm. Đặt cái vòng lên ta nói dúng cái skill nó một cái là mất vòng như chơi. Đề nghị là tăng sức mạnh chủ tế dùng. Có thể mất máu nhưng mà không được mất vòng. Được không cả nhà yêu?
cả nhà có nghe được lời tâm tình của em thì mọi người thả số 1. Số 1 yêu dấu, số 1 dấu yêu. Ở trong tương lai thì mình cũng sẽ không làm được nhiều clip như là thời gian trước, cho nên là mọi người cũng sẽ thông cảm cho mình nhiều hơn. Rồi qua đây. Hay quá. Trời ơi, đúng là người có bitch. Chứ gặp như em nó đánh em tanh bành luôn. Nó đánh em rớt vòng luôn. Rồi nó sang nó múc bàn kẻ đào vàng. Cũng lâu lắm nó không chơi kẻ đào vàng. Từ khi có thông tin là bị giảm sức mạnh, tăng cái thời gian hồi 500 lên từ 60 lên 70 giây. Ta nói con đào vàng chưa đủ bóp hả? Trời ơi. Nhưng mà không hiểu sao á, mình chơi Hunter nha, mà gặp mấy con đào vàng á, chúng nó ném nhiều 500 vãi. Mà đến lượt mình chơi đào vàng 500 đâu đâu ấy, bực hết cả mình ra. Rất là lộn xộn. Kìa, tới rồi đó. Ủa là sao? Đang chạy sang bên kia để đẩy cái máy mà. Đấy, cứ tưởng là không đuổi nữa rồi. Hí. Qua không? Oh, anh ấy không qua. Đúng là đồ đàn ông tệ bạc, đồ đàn ông betray, đồ đàn ông phản bội, đồ đàn ông bad boy, playboy. I never trust a playboy, but they love me. Hí. Mọi người để ý cái nhánh 9 nha, có là mình phải dùng liền. Ví dụ như nhảy cửa sổ hay nhảy ván ấy, đây là hai cái rất là quan trọng thì để các bạn cầm nha. Hí. Ok, còn một máy cuối. Má ơi. Ui, nhìn cái skin này tôi nhớ đến cái thời đầu tôi làm clip này ghê luôn á. Mọi người xem cái clip cũ của mình ấy, mấy cái video đầu tiên là cái skin này, cái skin đầu tiên, skin con bê này nè, mặt nạ Alubis gì nè, là cái con này là cái skin đầu tiên mà mình mở ra luôn á. Trời ơi, nhìn cái skin mà hoài niệm kinh khủng luôn. Rồi lên. Ủa chưa lên hả? Reboot nha. Giời ơi, ông đào vàng. Mọi người mở lại cái clip cũ của mình ấy, là cái skin này là cái skin đầu tiên mà mình mở ra và mình làm clip mà ta nói. Cái thời đó skin nó kiểu rất là giá trị luôn ấy, giống như kiểu là mình cái gì Prime đấy. Mấy ông bà này Prime mà không có tình người luôn á. Ngày xưa mở được cái skin vui lắm, nhưng mà bây giờ cảm giác mở ra skin thì mình cảm thấy nó rất là bình thường. Ở biết sao, skinhead thì mình không nói nha, mà skina ví dụ mình không có, mình có thể dùng cầu ước, dùng thẻ mình đổi. Nên là ngày xưa cảm giác mở ra skin nó tuyệt vời lắm kìa, thật sự luôn. Cô ta còn muốn quay trở về quá khứ. Ngược thời gian trở về quá khứ. Nó có về không? Cứu luôn đi, mệt quá. Cứu đại cho rồi. Trời ơi, con Hunter ở gần mà cũng không đành lòng ping lên thợ săn gần tôi nữa. Ping cái gì không có má ơi. Rồi ngồi yên đó để đi cứu nè. Khổ ghê. Thợ săn gần mình thì ping lên câu để cho đồng đội người ta có chuyện người ta làm việc khác. Không. Rồi. Rồi vô. Nếu như, sao nó không đi vô cổng vậy? Nếu như mà là mình á, là mình sẽ đợi hết mắt đỏ mình heal rồi mình hẳn vô nha. Nhưng không, anh đào vàng chạy thẳng vô luôn. Đúng là chai 6 muối. I cook cream soup, tasty cocoa local. Rồi xong vừa. Đối với bên thì thợ vườn có một cái chút khắc chế. Nó làm gì đấy? 1
không? Hết thép bắt đỏ. May quá. Má ơi, vừa ấy bắt đỏ luôn á. Ui, hai cái bẫy kìa. Ê, thợ vườn gồng cái bóng lên xong rồi đi vào cái bẫy đi là cái bẫy mất á. Bò đi, heal đi, do everything what you can đi. Trời ơi. Rồi giờ sao? Bây giờ em phải làm sao? Ok, hết bẫy rồi, vô. Cái gì nữa vậy? Ở đây còn ý. May quá nó không móc. Trời ơi. Bây giờ cảm ơn. Nói chung thì mình sẽ kết thúc con bên. Trời, con bên bết bê luôn á. Trời ơi, sợ thiệt chứ. Kinh khủng luôn đó trời. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ và ăn cơm ngon miệng nha. Bye bye mọi người.